Một cá thể khỉ màu vàng thời gian gần đây liên tục xuất hiện tại khu vực cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đe dọa mất an toàn bay. Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu cảng hàng không quốc tế Nội Bài kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa trường hợp cá thể khỉ xâm nhập vào khu bay. Theo đó, trong các ngày 14 tháng 2 và 18 tháng 2, cá thể khỉ màu vàng đã xuất hiện tại khu vực gần bốt an ninh V1, hàng rào an ninh khu bay cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn bay khai thác tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong trường hợp cá thể khỉ xâm nhập vào khu bay. Do vậy, để đảm bảo an toàn khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu cảng hàng không quốc tế Nội Bài thường xuyên giám sát qua hệ thống camera, đồng thời tăng cường kiểm tra trực tiếp khu vực xuất hiện cá thể khỉ. Khẩn trương có phương án xua đuổi, tác động để ngăn ngừa khả năng xâm nhập khu bay của cá thể khỉ nói riêng và các động vật hoang dã nói chung. Nhà chức trách hàng không cũng đề nghị Chi cục Kiểm lâm Hà Nội hướng dẫn các cơ quan đơn vị hoạt động tại sân bay Nội Bài đưa phương án xử lý cụ thể đối với các trường hợp động vật thuộc nhóm quý hiếm, nguy cấp xuất hiện tại khu vực sân bay, uy hiếp an toàn bay.